Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích Level 4, Abandoned Office và Level 4.4, Crazy State. Trước khi vào video, thì mình muốn nói rằng vài ngày trước, mình có đăng một bài viết trên tab cộng đồng để các bạn đoán xem rằng video tiếp theo mình sẽ làm về level gì. Và các bạn chỉ cần đoán được rằng là video tiếp theo mình có làm về Level 4.4, Crazy State thì... Chúc mừng những bạn ấy đã được lên video của mình. Và giờ, chúng ta sẽ vào phần đầu tiên của video, đó chính là phân tích Level 4, Abandoned Office. Level 4, Survival Difficulty, Class 1, Safe, Secure, Minimal Entity Count. Level 4 là level thứ 5 của The Backroom. Đây là level mà Amon Water có thể được tìm thấy thường xuyên nhất. Level 4 giống như một tòa nhà với các căn phòng trống, mặc dù nó gần như hoàn toàn không có đồ đạc. Một số căn phòng ở level này có cửa sổ, mặc dù hầu hết chúng đã bị che khuất hoàn toàn bởi một màu đen. Bất kỳ những chiếc cửa sổ nào không bị che khuất đều được coi là bẫy và cần phải tránh bằng mọi giá. Level 4 hầu như không có thực thể. Những thực thể duy nhất được ghi nhận trong level 4 là thực thể số 8, Hound, và thực thể số 6, Dueler. Một số người đã tuyên bố họ đã nhìn thấy Smiler, nhưng không có bằng chứng nào về sự tồn tại của chúng. Vì mật độ các thực thể khá là thấp, nên sẽ có rất nhiều người xuất hiện ở level 4. Rải rác xung quanh ở level này, bạn có thể tìm thấy những máy bán hàng tự động và đài phun nước chứa Almond Water. Level 4 là một level rất dễ dàng để thoát khỏi, cũng như rất dễ dàng để có thể quay trở lại. Level 4 cũng là nơi tốt nhất để gặp gỡ những người lang thang khác và tìm nguồn cung cấp vật phẩm. Trước khi cố gắng chuyển sang các cấp độ tiếp theo, bạn nên tích trữ Almond Water vì bạn sẽ cần nó, đặc biệt ở level 5 và level 6. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần lối vào và lối thoát của level 4 nào. Có rất nhiều cách để đến được level này. Một số cách được biết đến nhiều nhất là đi xuyên qua các bức tường trong The Hub. Bạn cũng có thể đến đây từ level 3 bằng thang máy hoặc bằng cách tìm một cánh cửa ở level 2 đã được mở khóa. Rơi qua hố ở level 283 có cơ hội dịch chuyển những người lang thang qua trần nhà của level 4. Level 4 thỉnh thoảng sẽ có các lối ra dẫn đến level 5 và level 6. Hầu hết các lối ra có dạng cầu thang kiểu văn phòng hoặc thang máy, thậm chí có thể dẫn trở lại level 3. Cũng như hầu hết các lối ra trong The Bike Room, một khi bạn đã mất tầm nhìn về nó, những lối thoát đó có thể biến mất một cách ngẫu nhiên. Và đó là phân tích về level 4, Abandoned Office, một level được cho là an toàn trong The Bike Room. Thậm chí, những level phụ thuộc level 4 như level 4.1, 4.2, 4.3 đều là những level an toàn. Thế nhưng, vẫn còn một ngoại lệ, đó chính là level 4.4, Crazy State, cũng là một level phụ của level 4. Level 4.4, Survival Difficulty, Class 5B, Unsafe, Unsecure, Non-Entity Hazard. Level 4.4 là level phụ thứ tư của level 4, xuất hiện dưới hình dạng của một không gian văn phòng bỏ hoang, đẫm máu. Nguồn gốc của tất cả các thiệt hại trong level này vẫn chưa được xác định, vì dường như không có thêm bất kỳ thiệt hại nào đối với bất kỳ bức tường, sàn nhà hoặc trần nhà nào cả. Đôi khi, trong level 4.4, bạn có thể tìm thấy những chiếc cửa sổ, nhưng bên ngoài những cửa sổ này là bề mặt nước. Với bề mặt của nước cũng như sàn của nó cũng có thể nhìn thấy xuyên qua những chiếc cửa sổ không thể phá hủy này. Trong khi các thiệt hại trên các bức tường, sàn và trần nhà dường như không có lời giải thích ở level 4.4, thì máu và các cơ quan nội tạng rải rác xung quanh level thì có. Khi ở trong level 4.4, tâm trí của những người lang thang trở nên tràn ngập sự khát máu dữ dội, mặc dù nó không đến mức khiến họ bị chết hoặc biến thành kẻ xấu. Thay vào đó, người đó sẽ hành động tùy theo cơn khát máu của họ và tấn công bất kỳ người lang thang nào khác trong tầm nhìn. Nếu không có ai bên cạnh, những người trong trạng thái điên loạn sẽ bắt đầu tự đập đầu vào tường, nhai và cắn đứt ngón tay, tự cắt và làm hại bản thân bằng các vũ khí hoặc mảnh vỡ, hoặc thậm chí là làm những điều tồi tệ hơn, nói chung là chết bằng cách đau đớn nhất. Những người bước vào level 4.4 dường như bị lôi kéo bởi một thế lực nào đó đến những chiếc tủ khóa để cướp bóc các vật dụng bên trong đó, kể cả xác chết. Điều này được cho là khá nguy hiểm do khả năng cao bị tấn công bởi những kẻ lang thang khác đang ở trong level 4.4. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là lối vào và lối thoát của level 4.4.
có hai cách chính để vào level 4.4, đó chính là qua level 4 và level 4.1, 4.2, 4.3 bằng cách tương tác với một xác chết. Một cách khác để vào được level 4.4 là tìm một căn phòng chứa đầy thi thể ở level 114, sau đó chui vào những cơ thể này sẽ đến được level 4.4. Để thoát, người ta có thể chui ra khỏi các cửa sổ và đến được level 7. Ngoài ra, bạn cũng có thể vào lại level 4 hoặc bất kỳ level phụ nào của nó bằng cách chui vào một cái xác chết. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.